Xin chào quý vị và các bạn. Sau bao ngày mong đợi, hôm nay ngày 19 tháng 6 tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh về rất nhiều loa tép AT các model. Đây là một trong những model rất đẹp của hãng tép AT Việt Nam. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa AT5. Cặp loa AT5 cũng giống như những model khác AT7, AT9 hoặc AT9 Plus. Những chiếc tép AT này có vỏ gỗ màu nâu rất đẹp. Đặc biệt, chất âm của tép AT được anh em chơi nhạc khẳng định là rất hay. Nó hỗ trợ cho các bộ âm thanh ít tiếng chép. Đây là cặp AT5, AT7 và AT9. Tất cả những model này đều có vỏ hộp là vân gỗ màu nâu rất đẹp. AT9 có trở kháng từ 4 đến 8 ohm, công suất là 45W và công suất tối đa là lên đến 100W. Đây là dòng chép đôm được rất nhiều người tin dùng đưa để lắp ghép vào những bộ âm thanh mà thiếu tiếng chép, và đặc biệt những quý khách nào mà yêu tiếng chép thì nên lắp thêm một cặp chép này. AT5, AT7 và AT9. Hiện nay loa tép AT5 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 1.500.000, còn AT7 thì đang được bán là 1.700.000, và AT9 là đang được bán với giá là 2.700.000 một cặp. Quý vị có nhu cầu mua những cặp loa tép đẹp xuất sắc này, xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh sẽ ship hàng toàn quốc. Cặp loa này được thiết kế một đế gỗ để chống lăn rất đẹp. Cách đấu nối cũng rất dễ dàng. Ở trên chiếc loa AT9 này có ghi thông số là công suất cực đại 100W, trở kháng 4 đến 16 ohm, độ nhạy 108 dB. Nếu đây là một số liệu thực tế thì cặp loa này rất đáng để chơi. Em có về sự nghe với anh không? Có dòng sông.